Chồng ngoại tình bị vợ ghen tuông cắt cổ quý lúc nửa đêm. Trời ơi, khủng khiếp vậy. Chuyện vậy mà cũng dám làm. Trời ơi, biến thái, độc ác, đúng là đàn bà thiệt. Em ơi em, anh đã nói với em rồi, đàn bà là cái giống sinh vật mà độc ác nhất hành tinh. Em coi nè, cái chuyện vậy mà cũng dám làm nữa, biến thái dễ sợ không? Cha mẹ người ta sinh người ta ra là có cái đó để mà trưởng thành, để mà làm cái này làm cái kia, vậy mà nỡ lòng nào ghen tuông rồi cắt luôn của người ta. Tôi thấy vậy là bình thường mà. Những gì em không hiểu hả? Em biết đàn ông quan trọng nhất cái gì không? Là cái đó đó. Không có cái đó là cái cuộc đời đàn ông có nhân vật đi, không có đó là không có làm được cái đó, hiểu không? Trời ơi, được, bị sang chấn tâm lý luôn đó em. Tôi thấy bình